được một trong những nghi phạm cầm đầu vụ tấn công hai trụ sở xã ở Đắk Lắk. Quý vị thân mến, sau nhiều ngày quyết liệt truy quét, công an đã bắt được một trong những nghi phạm cầm đầu nhóm người tấn công hai trụ sở Ủy ban nhân dân xã ở Đắk Lắk, làm 4 cán bộ công an hy sinh, 2 cán bộ xã và 3 người dân thiệt mạng. Kết quả điều tra ban đầu xác định, nghi phạm Itho Yanun, tên thường gọi là Amakru, 35 tuổi, thường trú tại Buôn An Niun, xã Cư Pưng, huyện Krông Búc, Đắk Lắk, là một trong những người cầm đầu nhóm tấn công hai trụ sở Ủy ban nhân dân xã, làm cho 4 cán bộ công an hy sinh, 2 cán bộ xã và 3 người dân thiệt mạng. Theo thông tin được phát trên bản tin thời sự của Đài truyền hình Việt Nam tối ngày 15 tháng 6, tại cơ quan công an, nghi phạm Itho Yanun khai đã đi tuyên truyền kích động một số người dân ở các buôn làng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tham gia vụ gây mất an ninh trật tự, tấn công hai trụ sở Ủy ban nhân dân xã thuộc huyện Cư Quyên. Nghi phạm này khai chỉ chọn những người dân tin tưởng để tuyên truyền, lôi kéo, còn những người không được tin tưởng thì không tuyên truyền. Bản tin thời sự của VTV cũng cho biết, đến nay các nghi phạm bị bắt giữ đều thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình vì tham gia vào vụ tấn công hai trụ sở Ủy ban nhân dân xã ở Đắk Lắk. Đến nay, trước sự truy quét quyết liệt của lực lượng chức năng cùng với công tác tuần tra kiểm soát, tình hình an ninh trật tự tại tỉnh Đắk Lắk đã trở lại bình thường, cuộc sống người dân dần ổn định. Theo Bộ Công an, rạng sáng 11 tháng 6, một nhóm người đi xe máy mang theo các hung khí nguy hiểm tấn công, đập phá trụ sở Ủy ban nhân dân xã, phòng làm việc của công an xã Ea Tiêu và Ea Cơ Tu, huyện Cư Quyên. Hậu quả làm 4 công an hy sinh, 2 cán bộ xã và 3 người dân thiệt mạng. Nhóm người này cũng tấn công làm cho 2 cán bộ công an bị trọng thương. Bộ Công an đã chỉ đạo Công an tỉnh Đắk Lắk và các đơn vị nghiệp vụ triển khai truy bắt nhóm người tấn công hai trụ sở Ủy ban nhân dân xã. Trong ngày đầu tiên truy tìm nhóm nghi phạm, lực lượng chức năng bắt giữ 16 người. Những ngày vừa qua, lực lượng cảnh sát cơ động, cảnh sát đặc nhiệm, công an tỉnh Đắk Lắk, lực lượng đặc nhiệm quân khu 5 được huy động phối hợp chặt chẽ thực hiện các phương án truy bắt nhóm người tấn công hai trụ sở Ủy ban nhân dân xã. Nơi xảy ra vụ việc có địa hình khó khăn, hiểm trở, nhưng việc tìm kiếm, truy bắt các đối tượng được thực hiện kỹ càng, quyết liệt. Nhiều xe chuyên dụng và chó nghiệp vụ được lực lượng chức năng sử dụng để thực hiện truy bắt. Bộ Công an khuyến cáo người dân hết sức cảnh giác trước các luận điệu xuyên tạc, thù địch và chủ động đảm bảo an toàn trong thời gian lực lượng chức năng tiếp tục truy bắt các nghi phạm lẩn trốn. Nhận án 15 tháng tù, vụ cô giáo Lê Thị Dung có dừng lại. Theo ý kiến của luật sư, dưới góc độ pháp lý, vụ án này có thể sẽ chưa dừng lại. Đây là bản án hiếm gặp, không tránh khỏi những quan điểm khác nhau. Quý vị thân mến, trong các ngày 12 và 13 tháng 6, Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An mở phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Lê Thị Dung, nguyên giám đốc Trung tâm Giáo dục Thường xuyên huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Phiên tòa được mở để xem xét kháng cáo kêu oan của bà Dung và kháng nghị theo hướng hủy bản án sơ thẩm để điều tra, xét xử lại của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh. Kháng cáo của bà Dung cho rằng mình không phạm tội và vụ án có vi phạm về tố tụng. Phía Viện Kiểm sát kháng nghị với nội dung, bản án sơ thẩm chưa xem xét hết trách nhiệm của bị cáo Dung đối với thiệt hại trong vụ án. Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm tuyên phạt bị cáo Dung mức án 15 tháng tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ. Thời hạn tù được tính từ ngày tạm giam là ngày 28 tháng 3 năm 2022. Như vậy, cuối tháng 6 này, bà Dung sẽ chấp hành xong án phạt. Theo hội đồng xét xử cấp phúc thẩm, cần áp dụng các tình tiết giảm nhẹ cho bà Dung. Việc bản án sơ thẩm tuyên phạt bị cáo tù 5 năm là quá nghiêm khắc, do số tiền hưởng lợi không nhiều, bị cáo có nhân thân tốt và nhiều thành tích trong công tác. Bị cáo có quyền đề nghị xem xét lại bản án. Trao đổi với phóng viên, luật sư Đặng Văn Cường đưa ra quan điểm. Kết quả xét xử có thể sẽ làm hài lòng nhiều người khi chỉ ít ngày nữa, bà Dung sẽ được trở về với đời sống bình thường. Tuy nhiên, dưới góc độ pháp lý, vụ án này có thể sẽ chưa dừng lại ở đây. Theo quy định của pháp luật, tòa án xét xử hai cấp, bản án phúc thẩm sẽ có hiệu lực ngay. Tuy nhiên, nếu như không đồng ý với nội dung bản án phúc thẩm, thì bị cáo vẫn có quyền đề nghị chánh án Tòa án Nhân dân cấp cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao xem xét, kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm đối với bản án này và bản án sơ thẩm. Nếu như không đồng ý với kết quả xét xử phúc thẩm, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Nghệ An cũng có quyền đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao kháng nghị đối với bản án sơ thẩm và phúc thẩm mà tòa án cấp sơ thẩm, phúc thẩm đã tuyên đối với bị cáo trong vụ án này. Luật sư cho rằng với những người bị giam giữ, khát khao tự do đối với họ là rất lớn. Trong những vụ án hình sự mà bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội, đề nghị giảm nhẹ một phần hình phạt ở cấp phúc thẩm mà được tòa án chấp thuận thì đó là niềm vui vô bờ bến đối với bị cáo. Tuy nhiên, đối với người kêu oan, việc được tòa cấp phúc thẩm giảm án chưa chắc họ đã hài lòng. Về nguyên tắc xét xử hai cấp, tòa án cấp phúc thẩm chỉ xem xét đối với phần bản án mà tòa án sơ thẩm đã xét xử và có kháng cáo hoặc kháng nghị. Thực tiễn cho thấy, với những vụ án hình sự phúc thẩm mà bị cáo kêu oan, tòa cấp phúc thẩm chỉ xem xét họ có oan hay không, chứ ít khi giảm mức hình phạt.
nếu như tòa cấp phúc thẩm đánh giá bị cáo bị tòa cấp sơ thẩm kết án oan, thì tòa án cấp phúc thẩm có thể sửa bản án để tuyên bị cáo không phạm tội, hủy bản án hình sự sơ thẩm để đình chỉ giải quyết, hoặc hủy bản án sơ thẩm để xét xử lại, điều tra lại. Theo luật sư, nếu như so sánh kết quả xét xử sơ thẩm với kết quả xét xử phúc thẩm thì thấy rằng tòa án hai cấp đều xác định các bị cáo phạm tội, xác định hành vi thỏa mãn dấu hiệu cấu thành tội phạm của tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo điều 356 Bộ luật hình sự. Tuy nhiên, quan điểm về áp dụng pháp luật của hai cấp tòa án là khác nhau. Tòa án cấp sơ thẩm cho rằng với những tài liệu chứng cứ đã được làm sáng tỏ tại phiên tòa sơ thẩm thì bị cáo phạm tội hai lần trở lên nên áp dụng khoản 2 điều 356 Bộ luật hình sự. Trong khi đó, tòa án cấp phúc thẩm lại không áp dụng tình tiết phạm tội hai lần trở lên nên đã xét xử bị cáo ở khoản 1 điều 356 Bộ luật hình sự. Tiến sĩ luật sư Đặng Văn Cường cho rằng đối với bản án này, dù bị cáo kêu oan, viện kiểm sát đề nghị hủy án để tăng trách nhiệm hình sự, nhưng tòa án lại xét xử theo hướng có tội và giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Đây là bản án hiếm gặp và sẽ không tránh khỏi những quan điểm khác nhau. Những dự án đổi đời. Kính thưa quý vị, tại thành phố Hồ Chí Minh, lãnh đạo thành ủy đã lập 13 tổ công tác giám sát 38 dự án trọng điểm. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên đã kiểm tra thực tế dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương, Bến Cát, Rạch Nước lên và Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Lệ đã giám sát tiến độ triển khai dự án nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Xuyên Tâm. Đây là hai dự án dân sinh lớn của thành phố Hồ Chí Minh, khi hoàn thành sẽ giúp tiêu thoát nước, chống ngập, giải quyết ô nhiễm, chỉnh trang đô thị, tăng cường năng lực giao thông cùng với công viên, mảng xanh, hạ tầng kỹ thuật. Đối với người dân ở hai dự án này, đây là những công trình có tính đổi đời của cư dân, nhất là những dòng kênh đen nặng mùi ô nhiễm, những căn nhà lụp sụp với cuộc sống vất vả của cư dân sẽ không còn. Nói như Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên, dự án khi hoàn thành thì sẽ mang lại hiệu quả kinh tế xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống cho hàng triệu người dân. Ông yêu cầu các đơn vị nỗ lực để dự án hoàn thành dịp 30 tháng 4 năm 2025. Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Thị Lệ yêu cầu địa phương chủ động ra soát, bố trí tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng và bàn giao mặt bằng triển khai dự án. Tại thành phố Hồ Chí Minh, lãnh đạo thành ủy đã lập 13 tổ công tác giám sát 38 dự án trọng điểm trên tinh thần việc nào cần chia sẻ thì chia sẻ, cần uốn nắn thì uốn nắn, cần tăng cường thì tăng cường và cần xử lý thì xử lý. Tinh thần đó khẳng định quyết tâm hoàn thành các dự án trọng điểm để thay đổi bộ mặt đô thị, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Hình ảnh các vị lãnh đạo thành ủy thành phố Hồ Chí Minh thị sát, kiểm tra các công trình làm cho người dân thêm nức lòng, tin tưởng vào sự thành công của các dự án và mong chờ các công trình hoàn thành đúng tiến độ. Cách đây hàng chục năm, dòng kênh Nhiêu Lộc, Thị Nghè đi qua 5 quận nội thành bị ô nhiễm nặng, hai bên bờ là hàng ngàn căn nhà ổ chuột. Từ năm 1993 trở đi, Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh triển khai thực hiện dự án cải tạo chỉnh trang, vệ sinh môi trường kênh Nhiêu Lộc, Thị Nghè. Đến năm 2012, công trình hoàn tất đem lại diện mạo mới cho bộ mặt đô thị, không còn nhà lụp sụp ven kênh, dòng nước đen hôi đã bớt nặng mùi, màu nước xanh trong hơn theo thời gian. Dự án này thành công là một dấu son lớn của thành phố Hồ Chí Minh về chỉnh trang đô thị, cải thiện đời sống nhân dân. Thời gian trả lời cho sự đúng đắn của một chủ trương khi kênh dòng kênh đen hôi hám nay là dòng kênh trong xanh, du thuyền đưa khách tham quan, hai bên bờ cây xanh và nhà cửa khang trang, sạch đẹp. Những thông tin vừa rồi đã khép lại thời lượng của Tin Nóng 24 giờ. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp xin quý vị để lại tại phần bình luận. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.